Theo đài Bonsa TV, ông Lân và mục sư Andrew có nói về giá xe VinFast dành cho những người VinFit, tiên phong là giá xe sẽ rơi vào giá 33.000 đô Mỹ. Dĩ nhiên với giá này, VinFast không có quá nhiều khó khăn để bán xe VinFast VF8, và theo Andrew là có nhiều người Việt sẵn sàng mua xe VinFast VF8 với giá này, dĩ nhiên giá xe rẻ đến thế ai không mua, không có lý do gì không mua cả. Tại sao giá xe rẻ đến thế? Theo ông mục sư là theo giá xe hiện tại là 49.000, trừ 6.000 cho VinFast và trừ 7.500 giá hỗ trợ của Mỹ, nếu Mỹ không phụ, VinFast sẽ trả cho khoản đó và trừ thêm 2.500 phụ trợ thêm của tiểu bang California. Dĩ nhiên là nếu VinFast bán chiếc VF8 với giá 33.000 đô, VinFast không hề khó khăn để bán hết 999 chiếc xe VinFast ở Mỹ.